Xin chào, bạn đang đến với hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm tại DeepC. Như chúng ta đã biết, DeepC định hướng phát triển tương lai bền vững. Chính vì vậy, môi trường, sinh thái, năng lượng chính là những mục tiêu hàng đầu, và tiết kiệm điện đương nhiên là một trong các ưu tiên đặc biệt trong mùa hè này. Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả là những cách giúp chúng ta giảm chi phí, đồng thời góp phần tích cực bảo vệ môi trường. Vậy, bạn có biết việc tắt bật các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng thiết bị điện tiêu thụ nhiều điện năng là một trong những cách rất hữu hiệu? Lưu ý, tắt điện trong khung giờ nghỉ trưa và tại những khu vực không có người làm việc như hành lang, quầy bếp, nhà vệ sinh. Sau khi kết thúc ngày làm việc, hãy tắt máy tính trước khi ra về, không để chế độ ngủ khi không sử dụng qua đêm. Đối với điều hòa, vui lòng duy trì ở mức nhiệt phù hợp từ 25 đến 27 độ. Sử dụng đồng thời điều hòa và quạt nhằm tạo không gian thoáng đãng, mát mẻ, tránh sốc nhiệt, đặc biệt là khi nhiệt độ ngoài trời ở mức cao. Có thể tắt điều hòa từ 30 đến 60 phút trước khi ra về, đảm bảo hạn chế rủi ro về thiết bị khi hoạt động với tần suất cao. DeepC khuyến khích bạn sử dụng thang bộ, vận động cơ thể, hạn chế sử dụng thang máy, qua đó nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho bản thân, duy trì trạng thái làm việc hiệu quả. Có thể bạn chưa biết, khi không sạc mà vẫn cắm sạc thì cục vẫn tiêu thụ điện năng. Vì vậy, hãy ghi nhớ rút các thiết bị sạc khỏi ổ điện khi không sử dụng để tránh gây tổn hao và các hiểm họa ngầm về an toàn. Hạn chế sử dụng các thiết bị tỏa nhiệt như lò vi sóng, bếp đun tại văn phòng. Sau cùng, bạn sẽ được mời một chầu kem mát lạnh nếu phòng đối diện của bạn được ghi nhận không tắt đèn hoặc điều hòa cuối giờ bởi đội kiểm tra đột xuất. Vậy nên, việc bạn sẽ là người mời hay được mời đều hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang lại giá trị lớn, tiết kiệm điện để được sử dụng điện nhiều hơn. Hãy cùng chung tay vì một DeepC gương mẫu, tận hưởng một mùa hè yêu thương. Rất đẹp, bật tình yêu đây.